Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống của chúng tôi ngày hôm nay và sự trở lại của dược sĩ Kady Nguyễn. Trước hết xin chào Kady. Chào chị Vân Anh và xin chào khán giả của VNTV. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta, cái người mà chăm sóc sức khỏe của chúng ta là người bác sĩ, phải không quý vị? Khi mà chúng ta đến phòng mạch khám bác sĩ và bác sĩ viết toa cho chúng ta những cái loại thuốc đó, và chúng ta sẽ mang cái toa thuốc đó đến gặp, đến pharmacy, tức là đến gặp cái người bác sĩ về dược khoa để mà đưa thuốc cho chúng ta và chỉ dẫn cho chúng ta cái cách dùng thuốc như thế nào. Cho nên người dược sĩ rất là quan trọng. Đôi khi là chúng ta nói chuyện nhiều hơn là bác sĩ nữa, phải không? Tại vì nhiều khi mình bị đau này hay bị chảy máu khi hay bị sức tay hay là bị cái gì nổi lên thì mình đi tới cái phòng dược trước rồi mình hỏi nói chuyện với dược sĩ trước, rồi mình mới không có trị được thì mình mới gọi bác sĩ lấy hẹn. Tại lấy hẹn với bác sĩ khó hơn là đi ra ngoài CVS hay Kaiser hay là Walgreens để nói chuyện với gặp dược sĩ nói chuyện. Vâng, và thưa quý vị, khi mà chúng ta có những cái loại thuốc mà từ văn phòng dược sĩ mang về nhà rồi đó, thì chúng ta cần phải biết những cái yếu tố như thế nào để khi mà chúng ta uống thuốc á, nó có hiệu quả đúng nhất, phải không Kady? Thưa quý vị, chúng ta có những cái loại thuốc mà Vân Anh thấy đó là nhiều khi cái thói quen của mình thôi, mình nghĩ nó cũng không có quan trọng lắm. Thí dụ như người dược sĩ đưa cho mình một cái loại thuốc mang về và dặn mình á, là một ngày uống 3 lần. Thì Kady có thể cho biết là thí dụ như chia ra 3 lần thì mình có cần phải chia ra là nó cách nhau 4 tiếng như thế nào và ấn định cái giờ như thế nào, hay là mình uống sao cũng được, miễn sao trong ngày đó chúng ta uống 3 viên? Thì tùy theo cái loại thuốc ha, nếu như mà cái toa nó để là uống 1 viên 3 lần mỗi ngày hoặc là uống 1 viên 4 lần mỗi ngày thì mình hoặc là nhiều khi có thể để là từ 4 tới 6 tiếng một ngày thì mình phải chia ra như là cách khoảng, nếu mà 3 lần mỗi ngày thì thường nó sẽ là cách 8 tiếng thôi chị ha. Thì nếu như mà mình cũng không muốn dậy nửa đêm là 2 giờ sáng để uống thì mình có thể uống. Thường thường em ưa nói là ok, uống để mà nhớ là uống sáng, trưa và tối. Là nếu mà thuốc nào mà cần phải ăn thì mình sẽ nói về sâu hơn. Là mình phải như ăn sáng nè, ăn trưa và ăn tối. Hay nếu mà uống 4 lần mỗi ngày thì mình ăn sáng, uống buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và trước khi đi ngủ. Thì mình phải chia ra. Và thưa quý vị, như vậy là rất là quan trọng, chúng ta phải chia cái liều lượng theo đúng với sự chỉ dẫn của người dược sĩ, chứ quý vị đừng có vì quên mà mình uống lần 3 viên luôn. Một viên. Tại vì nhiều khi uống một lần 3 viên là quá nặng hơn, quá nặng đô. Tại vì nó chia ra, tại vì sao? Là cái thuốc mỗi viên nó khi mà mình uống vào nó cái react á, khi mà nó tác dụng nó bao nhiêu tiếng thì mình nên chia ra, tại uống nhiều quá nhiều khi làm cho mình không có tốt, quá nặng đô chị. Thưa quý vị, một câu hỏi kế tiếp mà bên anh cũng nhận được câu hỏi của rất là nhiều của vị khán giả của VN từ trước đến nay, đó là khi mà chúng ta có những cái loại thuốc đó thì chúng ta cần phải để ở nhà, ở cái nơi nào. Vân Anh đã thấy có một vài người họ có cái kệ ở trên cái microwave và họ để thuốc ở trên cái microwave đó, thì khi này có thể chia sẻ với quý vị khán giả là chúng ta nên để thuốc ở những nơi như thế nào? Vâng, cái storage á, là cái chỗ mà để thuốc cũng rất là quan trọng, tại vì nó cũng thể ảnh hưởng cái thuốc của mình ha. Phần lớn là như chị nói là có người có thể trên cái kệ trong cái kitchen, trên cái microwave, phần lớn là để trong cái bathroom á chị ha, nó đúng gọi rồi. Là medicine gọi là cabinet, nó để trong cái bathroom của mình á, nó rất là có nhiều người như vậy. Cái đó là vấn đề là no, em cũng phải nhắc nhở là không có nên làm như vậy. Là vì sao? Tại vì khi mà mình cái độ ẩm của cái trong cái bathroom khi mình tắm với nước nóng thì nó sẽ làm cho cái độ ẩm trong nó sẽ làm hư cái thuốc của mình đi. Cho nên mình sẽ không nên để trong những cái chỗ mà ẩm, ướt hay là nóng. Mình để nên ở cái chỗ room temperature, là cái chỗ trong cái phòng mà nó không có ảnh hưởng tới nắng nhiều hay là nóng thật nhiều, những chỗ mà cool á chị. Thường thường chiếc cap này trong cái phòng ngủ mình là tốt nhất. Nếu mà muốn để trong cái kitchen nó để dễ nhớ, nhưng mà như chị nó đừng có để trên cái microwave, là vì sao? Khi mình hâm microwave, mình hâm đồ ăn của mình nó cũng có tỏa ra cái nóng thì mình cũng không có nên. Tại vì cho nên rất là quan trọng, nếu mà để là room temperature là mình chỉ nên để ở chỗ nơi nào mà nó hơi cooling, nó rất là room temperature, là độ bình thường của cái phòng của mình, chứ không phải là để trong cái phòng tắm hay là trên cái kệ microwave. Wow, rất là hay. Khi thì Vân Anh thấy là rất là nhiều người mà hồi xưa Vân Anh cũng có để vậy. Trong phòng tắm của chúng ta thường thường, tại mình thấy theo thói quen với lại sự tiện lợi đó, trong đó có sẵn cái tủ, mình để mấy cái lọ thuốc. Rất là nhiều người, không phải riêng bản thân chị mà rất là nhiều người để thuốc ở trong cái kệ ở trong cái bathroom.
Quý vị nhớ dời nha quý vị, sau cái talk show ngày hôm nay thì quý vị nhớ dời những cái lọ thuốc đó ra khỏi cái phòng tắm của chúng ta. À, thêm cái nữa là cái khi mà chúng ta measure, tức là đo lường, mà nhất là với các loại thuốc liquid, loại thuốc nước, thuốc ho, hoặc là những cái loại thuốc mà cho trẻ em hoặc là người cao niên uống, thì lúc nào trong đó dược sĩ Katie sẽ dặn chúng ta là về uống một teaspoon hay hai teaspoon, và ở trong cái lọ thuốc của chúng ta nó có sẵn cái cup đó để chúng ta có thể lường. Nhưng mà nhiều khi về nhà thôi mất, không biết mất cái đó rồi, thôi lấy cái muỗng. Thưa quý vị, Vân Anh cũng hay làm như vậy. Cái muỗng thì quý vị thấy là cái muỗng của người Việt Nam mà chúng ta trong bếp nó có rất là nhiều size. Nhiều khi quý vị thấy là cái muỗng canh nó rất là to. À, cho nên thôi chế rồi. Nhâm uống vô thì Katie có lời dặn dò như thế nào? Dạ vâng, đo lường thuốc rất là quan trọng ha, tại mình phải nên theo cái toa của mình. Nếu như để là 1 teaspoon nó là một muỗng thì lúc nào ở phòng dược nó cũng sẽ mang đưa cho mình một cái muỗng để đo, một là cái muỗng hay là cái syringe. À, nếu mà cho em bé thường là đưa một cái syringe nó để là 5 ml, là 1 teaspoon ha, là cái ống chích đó quý vị. Dạ, cái ống chích rồi mình đo một 5 ml thôi rất là quan trọng hơn, especially những em bé mình không có nên nhiều nhắm. Nhắm tại vì nó sẽ là overdose, tại vì cái dose đó là mình measure bằng cái weight, là cái cân nặng của em bé. Cho nên rất là quan trọng là mình không có overdose hay underdose, cho nên mình phải theo cái toa là ok, nếu mà 5 ml là 5 ml. Thường thường nên nếu mà mình không có ở nhà, mình biết là mình nhớ là mình đi lấy cái liquid đó là mình phải xin. Ok, nếu mà cái dược sĩ hay là những cái người mà giúp bán thuốc cho mình mà không có đưa cho mình đó, thì mình nhớ là mình phải lấy cái xin cái syringe hay là cái spoon. Nó có cái spoon measurement là 5 ml tới 10 ml. Nếu mà cái toa để 5 ml thì mình phải chế 5 ml. Nếu như mà mình bị mất hay là mình hết thì mình có thể chạy ra mình xin, nó sẽ cho mình. Lúc nào tiệm thuốc tây cũng sẽ cho mình những cái đó phải không? Lúc nào họ cũng phải là provide đó cho mình để mình measure. Họ sẽ không có nói mình có nhà rồi, họ sẽ không đưa nó, lúc nào họ cũng phải đưa cho mình. Vâng, quý vị nhớ nha quý vị, mình nhớ xin những cái đó để chúng ta không có phải là nhắm để dùng những cái muỗng ở trong nhà bếp mà dùng. Cái đó là chúng ta nói về liquid. Bây giờ nói về thuốc viên, thưa quý vị, thì khi mà thuốc viên mang về rồi nhưng mà có những vị cao niên hoặc là vì đắng quá không uống được, hoặc là vì cái viên thuốc nó to quá, thì mình có cách nào để giã ra, mà giã ra như thế nào cho nó đúng? Thì cũng phải tùy thôi nha chị Vân Anh, tại vì có nhiều thuốc là mình không thể nó cut được. Có nhiều người em gặp nhiều trường hợp xảy ra là bệnh nhân nói là ok, mẹ không uống được tại vì nó to quá nên họ cut một nửa. Nhưng mà cái thuốc là không cut được. Tại vì nếu mà nó là extend release á, là ER đó, là mình không thể cut được. Nhưng mà cũng có trường hợp là có những loại thuốc có thể cut được, cho nên mình phải nên lúc nào mình không có biết, mình không có sure, không có chắc chắn sĩ, thì mình phải hỏi dược sĩ của mình là ồ, cái thuốc này nó hơi to, ba mẹ uống không được hay là tôi uống không được thì mình phải như thế nào. Thì cũng có nhiều cách để mình làm cái đó. Ok, ví dụ như là nếu mà cái viên thuốc to quá thì mình sẽ cut nó in half, dùng cái pill cutter, đừng có dùng dao nha quý vị, tại vì nó giăng tùm lum nên không nguy hiểm hết. Thì mình biết là mình xin cái pill cutter, nếu mình không có ở pharmacy đó nó không có cho thì mình mua mấy đồng một cái đó, mình cut in half. Nếu mà cái viên nó có thể cut được thì mình phải hỏi với lại dược sĩ trước. Nếu như mà không có thể cut được mà vẫn to đó thì mình có thể bỏ trong apple sauce á chị. Lúc nào tụi em cũng recommend ok, nếu mà mình nuốt xuống không được á, hay to quá thì mình bỏ một muỗng, mình bỏ trên cái apple sauce, nó sẽ giúp khi uống nó sẽ giúp mình mang xuống dễ hơn. Tại apple sauce nó rất là mướt chị ha, nó soft and liquid, but nó cũng không có, cũng thick nên nó sẽ mang cái thuốc nó xuống dễ hơn cho mình. Thì mình sẽ bỏ vô apple sauce, mình phải uống liền chứ không phải để vô cái đó mà để nửa ngày sau mới uống là không được. Rất là hay thưa quý vị. Và bên cạnh đó là nếu cái thuốc của chúng ta mà đã hết hạn rồi thì không biết tại sao có những cái tư tưởng nói rằng không hết hạn vẫn uống được, thì khi đi có thể cho biết như thế nào? Thường thường cái thuốc hết hạn á thì không có recommend để mà uống, tại vì cái gì nó cũng có cái lifespan đó chị, là trên cái shelf, nó gọi life shelf, shelf life á, là để trên cái kệ, khi mà họ làm thuốc nó có expiration date. Thì mình nên follow cái manufacturer expiration date. Có nhiều thuốc giống như tetracycline là một cái thuốc trù sinh rất là cũ rồi chị, mà khi mà uống expire đó nó sẽ damage cái kidney của mình chị. Cho nên rất là quan trọng là mình không nên uống, thấy expire một năm rồi, hai năm mình vẫn uống là nó không có bảo đảm sự an toàn cho mình, cũng như không có bảo đảm cái hiệu quả của cái thuốc.
Như vậy thì chúng ta phải dục cái thuốc expire đó đi chỗ nào? Bỏ thùng rác nữa. Dạ, nếu mà có những cái thuốc nào quý vị không có xài nữa, là không cần đến nữa, thì mình cũng không có để thùng rác chị nhé. Em biết là không những Việt Nam chúng ta và cũng thành phần giống như châu Á hay là người Mỹ hay là những người khác thì họ cũng thùng rác thì rất là dễ chị hơn, tiện lợi hơn, tiện lợi hơn, nhưng mà cái đó là một cái phương pháp mình nên không. Có hai cách, một cái là mình erase cái tên của mình xong mình để dành ở đó. Những cái pharmacy á, họ giống như Kaiser đó, thì em làm cho Kaiser thì em biết là một năm họ có một ngày họ nhận hết những cái thuốc đó lại, rồi chị có thể mang tới cái đó, hoặc là chị tới CVS nó cũng bán một cái bao. Chị mua cái bao đó là mấy đồng một bao, thì chị bỏ cái thuốc trong đó rồi chị gửi đi. Dạ. Nhưng mà nó cũng sẽ cho chị biết là chị có thể để cái thuốc trong đó, không có để kim được chị hết. Mà nếu mà quý vị là khách của Kaiser, nó có bảo hiểm Kaiser thì nó cũng có cái bao, nó không có tính tiền, thì mình vô đó mình mua, mình nói là ok, mình có thuốc để mình return, mình không xài nữa, thì như thế nào họ sẽ cho mình cái bao đó, nếu như mà là Kaiser. Còn nếu mà CVS thì họ có thể charge quý vị, tính tiền quý vị cho cái bao đó. Hoặc là chị có thể mang tới những cái pharmacy mà nó có cái thùng, nó lấy thuốc lại chị để trong cái thùng đó. So that's the right way, chị hơi là một cái cách đúng để mà bỏ thuốc chứ không phải bỏ thùng rác. Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng bất cứ cái thuốc nào nó cũng có cái side effect hết á. Dạ vâng. Vậy không, phải không quý vị? Có những cái câu hỏi cho rằng khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì hồi xưa chúng ta uống cái thuốc đó bị side effect ít thôi, nhưng mà càng lớn tuổi thì cái side effect đó càng nhiều. Như vậy có đúng không Dược sĩ? Cũng không phải là vấn đề cái tuổi tác làm cho mình side effect, nhưng mà cái side effect, cái người ta nói là cái common side effect đó, khi mình uống vào thì mình có thể có dị ứng này, dị ứng phụ của cái thuốc đó. Thì cái thuốc nào cũng như chị nói là đều có cái phản ứng phụ của nó. Nhưng mà cái benefit and cái pro and con thì mình phải chọn cái nào ấy thôi. Nếu mình cần thì mình cũng phải uống. Nhưng mà nếu chị hỏi em á là khi lớn tuổi thế nào, thì lớn tuổi thì cái cơ thể của mình, cái bộ phận như là, tại vì những cái viên thuốc đó nó đều qua cái bộ phận như là kidney của mình, là thận của mình và gan của mình để mà nó filter out ha. Thì maybe cái kidney hay là cái liver của mình nó function không có được tốt, thì đương nhiên nó sẽ có residual rồi, hay là nó sẽ không có hiệu quả và nó sẽ maybe nó damage cái kidney của mình hơn. Còn nói nhưng mà cái đó là một cái vấn đề. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ em trẻ hơn chị ha, mà em uống thuốc xong em bị mùn nôn hay là muốn ói mà chị không có, không phải là tại vì chị lớn tuổi hơn em, mà là vì cái cơ thể của chị nó react, nó tác dụng, nó làm cái thuốc trong cơ thể chị nó khác hơn em, cái metabolism của chị khác hơn em, chứ không phải là vì chị lớn tuổi hơn em. Cho nên mỗi cơ thể khác nhau. Dạ vâng, không, quý vị? Không có ai là giống ai hết. Nên nó nói là common side effect là vì sao, là nó một cái, có một, mỗi cái loại thuốc nó đều có một cái study chị hơn, nó có một cái group của một người này. Khi họ cho uống cái thuốc này thì những người đó, bao nhiêu percent của cái group đó bị cái dị ứng đó, thì họ sẽ nói là nếu mà trên bao nhiêu phần trăm, trên 10% gọi là common side effect, thì họ sẽ để là ở common side effect là như bị sao, là khi uống thuốc này có thể bị mụn nôn, mụn ói, hay là bị bón, hay là bị tiêu chảy, hay là bị nhức đầu, chóng mặt, thì nó là common. Thì một lần nữa xin Dược sĩ KD Nguyễn có thể nhắc lại cái tác hại như thế nào khi mà chúng ta uống trụ sinh mà không uống hết theo đúng toa, đúng liều lượng bác sĩ dặn. Dạ, thì cái này cũng rất là, cái topic này cũng là gọi là một cái controversy ha chị ha, là có nghĩa là back and forth, cái người này nghĩ là ok, nếu mà uống không nhiều như là để cái toa là 10 ngày đi, thì mà mình uống mấy ngày như chị nói là 4 ngày thì mình cảm thấy better, không uống nữa. Thì nó thế nào, người ta nói lúc trước là ok, mình không có uống hết đủ cái course thì cái bacteria nó sẽ become resistant, có nghĩa sao, nó bị lờn đi, thì nó sẽ không có hiệu quả nữa, mình phải uống thuốc loại khác. Thuốc mà nó treat cái bớt khác để mà nó có hiệu quả nhiều hơn. Còn có người nói là uống lâu quá thì nó cũng bị lờn thuốc. Cho nên hai bên đều không biết bên nào đúng, nhưng mà there's a new study, chị hơi có một cái study mới của Harvard, nó mới BMJ nó mới nói về cái phần này, thì nó nói là lúc trước á, thì uống mà trụ sinh á, mà uống không hết á, thì người ta nói resistant, nhưng cũng không đúng, nhưng mà uống hết thì cũng
bị conversion cũng đúng nữa, nói chung cái nào cũng đúng hết. Nhưng mà because cái study nó show nó ok, uống khi mình bệnh cái infection này này đó thì mình uống trong một thời gian đó nó sẽ giúp hơn là mình uống nửa chừng mình ngưng. Thì cho nên bây giờ thường thường là theo cái khi mà bị pneumonia hay là bị infection thì đã có cái UTI, yeah. UTI thì đã có cái toa sẵn rồi, ok cái mình sẽ uống cái loại thuốc này thì nó sẽ phải uống 5 ngày hay là 10 ngày hay là 7 ngày là tùy theo. Yeah. Thì mình cứ nên follow cái đó. Nếu như mình cảm thấy là ồ, mình uống mình cảm thấy khỏe hơn, mình không uống nữa, thì mình just nói chuyện với lại bác sĩ là ok, bác sĩ nghĩ là mình nên ngừng hay là nên không. Thì đó là do between người bệnh nhân và người bác sĩ. Dạ, với lại Vân Anh nghĩ là cái lý do mà người ta hay bỏ giữa chừng là tại khi uống trụ sinh á thì mình bị phản ứng phụ rất là nhiều. Cho nên nhiều khi người ta chịu không nổi. Nhưng thưa quý vị, một lần nữa thì KD vừa mới chia sẻ với chúng ta cái study mới nhất cho biết là tốt nhất là chúng ta vẫn nên follow, tức là theo đúng cái sự chỉ dẫn của bác sĩ và uống hết liều lượng chứ đừng có chừa lại. Một câu hỏi tiếp trước khi chúng ta chia tay. Có những loại thuốc mà nói là không nên ăn trái cây này, không nên ăn thức ăn khác sẽ ảnh hưởng tới cái thuốc. Khi đi nói sao về điều này? Dạ, yeah, thì cũng có thuốc là trụ sinh hay là thuốc cholesterol là một cái thuốc mà coi như là hai loại mà có thể ảnh hưởng, đồ ăn có thể ảnh hưởng nó, hay là thuốc mà lãng máu nữa. Thì có rất là nhiều loại thuốc, nhưng mà nói chung á, mình nói về cholesterol thuốc đi. Cái đó là một cái, chỉ có một cái class đó thôi mà nó có bị ảnh hưởng là không có không có ăn chung hay là uống bưởi được chị. Đúng rồi. Dạ, cái đó là nếu mà chị thích bưởi thì hơi khổ cho chị. Đúng rồi. Nhưng mà nếu đúng. Mà chị không thích bưởi thì no problem. Nhưng mà vì sao? Tại vì bưởi nó có một cái chất enzyme, một cái receptor mà khi mà uống chung với, hay là ăn chung với lại cái thuốc cholesterol của mình á, những cái loại class mà gọi là statin á, như là simvastatin, atorvastatin hay là Crestor đi á, thì uống vào á, thì nó sẽ increasing cái concentration, nghĩa là sao, nó tăng cái concentration, cái độ của cái thuốc đó lên, thì làm cho mình dễ bị side effect như là muscle pain hay muscle weakness, như là bị đau nhức của cái bắp thịt chị ha. Thì cái đó rất là quan trọng, cho nên lúc nào cũng dặn là khi mà bệnh nhân pick up cái thuốc mà về cái statin class để mà chị cao mỡ đó là không có nên uống hay là ăn với bưởi. Nhưng mà nếu như mà mình rất là muốn thì mình có thể ăn một tí xíu cũng được chị, lâu lâu mình ăn một miếng hay là uống một ly nước nhỏ thôi cũng không sao. Nhưng mà mình cứ uống hoài, uống nhiều thì sẽ không có tốt, và cái thuốc nó bị interact với nhau. Dạ, rồi còn thuốc trụ sinh á, thì quý chị nó có rất nhiều side effect như là tiêu chảy, rất là một vấn đề lớn ha. Khi mà uống trụ sinh là vì sao? Thì thuốc trụ sinh nó là antibacterial, mà khi mà bị infection á, thì mình uống cái thuốc antibacterial vô, nó sẽ wipe out những cái bacteria, nó cũng wipe out cái good bacteria mà nó defense cái bowel movement của mình để mà nó phòng ngừa mình bị tiêu chảy ha. Cho nên phần lớn là tụi em cũng nói ok, nếu mà như vậy uống trụ sinh á, là nên kèm uống chung với lại probiotic chị. Cảm ơn KD rất là nhiều. Thưa quý vị, quý vị đang vừa theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay với dược sĩ KD Nguyễn. Và KD vừa mới nhắc cho chúng ta những cái điều rất là căn bản mà đôi khi vì cuộc sống bận rộn hoặc là vì thói quen cho nên chúng ta không có để ý. Và những cái điều căn bản này rất là quan trọng trong việc trị liệu và giúp cho chúng ta chữa trị bệnh được hiệu quả nhiều hơn. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Và quý vị có tất cả những cái thắc mắc nào mà muốn dược sĩ KD Nguyễn chia sẻ với quý vị trong những chương trình sắp tới thì quý vị cũng có thể email cho VNTV hoặc là liên lạc thẳng với email cho cái website của dược sĩ KD mà chúng tôi có trên màn ảnh. Cảm ơn KD rất là nhiều. Và cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt.